Ngọc Anh kính chào quý vị. Chúng ta đang theo dõi chương trình Hương Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên VTV9. Chúng ta thường nghĩ rằng là đối với tình cảm thì phải giữ gìn thật cẩn thận, phải đấu tranh, phải tranh giành. Tuy nhiên rằng là chúng ta không biết một điều, lạc mềm thì buộc chặt. Bởi vì sao ạ? Chính cái sự thấu hiểu, chính cái sự lắng nghe đấy sẽ khiến cho mối quan hệ của mình tuy rằng là nó mềm dẻo đấy nhưng mà lại chắc chắn và bền lâu hơn. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn nói tới cũng chính liên quan đến chủ đề này. Mời quý vị hãy cùng theo dõi nha. Anh, làm gì nhìn ta dữ vậy? Anh đang cần một cái bản đồ. Bản đồ gì? Chứ anh nhìn vô mắt em, anh bị lạc ở trong đó, không biết đường ra. Thấy ghê quá, sến xuống. Anh nói thiệt mà. Nhắm mắt lại đi. Gì nhắm mắt nữa? Thì bây giờ ngoan nhắm mắt lại đi. Làm gì bắt người ta nhắm mắt? Bây giờ bí mật nhắm mắt lại đi. Gì lâu quá vậy? Làm gì nắm tay người ta vậy? Con ơi, mẹ mình ngồi ở đây nha. Ủa? Xong chưa? Ba. Đúng rồi, ba con nè. Con trai. Sao ba đi lâu quá không về thăm con? Ba xin lỗi con trai, giờ này công việc của ba bận cho nên ba không về thăm con được. Ba bận chăm sóc cho cô, không có rảnh mà về với con đâu, nghe chưa? Dạ. Chị à, em nghĩ là khi mà mình yêu thương ai đó thì mình dành thời gian để vun đắp cái tình yêu đó cũng đúng mà chị. Với lại em nghĩ là bé Bi có một người mẹ hoàn hảo như chị á thì tụi em yên tâm rồi. Cảm ơn. Mà ba ơi, ba thương con nhất đúng không? Dĩ nhiên là ba thương con trai rồi. Vậy ba cũng thương mẹ luôn đúng không? Em đi toilet nha. Anh nói chuyện với bé Bi đi. Con trai nè. Dạ. Bây giờ con về đi chơi với mẹ đi. Mai mốt ba thu xếp thời gian á, ba rảnh rỗi qua thăm con thường xuyên hơn, rồi dẫn con đi chơi nha. Ba nhớ nha. Hứa. Dạ. Con nít á, thì không phải muốn hứa với nó là hứa đâu. Anh có hứa thì phải giữ lời, đừng để như mấy lần trước nó ở nhà nó trông nó đợi. Em, có con ở đây, có gì nói sao đi nha. Chào ba về đi con. Dạ, chào ba. Ngoan nha. Dạ. Đi chơi vui nè. Dạ. Đi mẹ. Về con. Baby về rồi hả anh? Baby mới về. Em nè. Em có giận anh không? Giận cái gì? Thì giống như chuyện lúc nãy. Hùng quá. Em thương anh, em yêu anh, bởi vì anh là người đàn ông tốt. Anh biết yêu thương con nè, biết lo cho gia đình nữa. Tự nhiên giận anh nè. Anh có món quà đặc biệt dành cho em nè. Anh sợ là em không đồng ý. Em làm vợ anh nha. Cười là đồng ý rồi đó. Con đâu? Con nó mới ngủ rồi anh. Anh uống nước đi, chờ con dậy nha. Nè, con ngủ là sao? Sao nói là con bị sốt cao lắm hả? Thì con nó cũng có sốt cao đó, nhưng mà nó sốt nó mệt quá rồi nó ngủ rồi. Cô đang gạt tôi đúng không? Nếu không có chuyện gì á thì tôi đi về. Kìa, anh ngồi xuống đã. Đã qua tới đây rồi cũng phải thăm con rồi mới về chứ. Chẳng lẽ trong mắt anh qua đây chỉ vì con thôi sao? Không có thể ngồi vì em một giây phút nào hả anh? Tôi với cô không còn cái gì hết. Với lại tôi cũng có vợ rồi. Tôi qua đây cũng chỉ vì cô Bin thôi.
có vợ thì đã sao chứ, em cũng chấp nhận luôn. Chỉ cần anh qua đây với em với con. Em còn thương anh lắm, anh tha lỗi cho em đi, mình làm lại từ đầu. Tôi thấy cô càng ngày càng quá đáng. Cô nói được là yêu tôi, yêu tôi, thương tôi. Vậy mà lúc trước cô có thể bỏ rơi tôi để đi theo người khác. Em biết em sai. Giờ em có nỗi khổ. Cô không cần phải nói cái gì hết. Anh cho em cơ hội đi. Mình có con mà, mình còn con mà, mình còn một, mình là một gia đình mà. Có con thì tôi chỉ chăm sóc con thôi. Tôi qua đây cũng chỉ vì cô Biên thôi. Tại sao không thể làm lại từ đầu được chứ anh? Hả? Tại sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy cô chứ? Cô đi coi. Tại sao anh không thể chơi? Anh Thành. Tại sao em có mặt ở đây vậy? Xin lỗi em nha. Tụi chị từng là vợ chồng nên có những lúc là không có thể kiềm chế được. Cô đang nói cái gì vậy? Em nói cô thôi được không? Em nói không đúng sao? Anh bình tĩnh lại em đi. Em nghe nói đi. Bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống đi anh. Chị à, anh Thành bây giờ là chồng của em. Mà chồng của em á, suy nghĩ như thế nào thì em là người hiểu rõ nhất. Anh không bao giờ nhặt lại những thứ mà anh đã từng vứt bỏ, đúng không anh? Cảm ơn em đã hiểu anh. Đúng, anh Thành sẽ không nhặt lại những thứ mà anh Thành từng vứt bỏ. Nhưng cô cứ nhìn tôi đi, tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân cho ảnh. Tôi có con với ảnh, ảnh vứt bỏ tôi được. Rồi một ngày nào đó, chính cô cũng là những thứ không cần nhặt lại. Em yêu anh Thành bằng cái sự chân thành của ảnh. Và em nghĩ là trong tình yêu á, là mình phải có niềm tin, mình phải biết cách giữ. Chứ không phải chị đã từng ra đi, bỏ lại ảnh bơ vơ một mình, rồi bây giờ chị hối tiếc hả? Tôi không hề hối tiếc. Tôi biết chồng của cô vẫn còn thương con của chúng tôi và thương cả tôi đó. Nếu không thì tại sao anh lại qua đây? Chị lầm rồi. Thương con thì đúng là ảnh rất là thương con. Mà còn thương chị hay không á, ảnh là người hiểu rõ nhất. Cô hiểu rõ chồng cô quá ha. Vậy tại sao cô đi qua đây? Cô theo dõi à? Cô sợ ảnh làm cái gì à? Không hề. Em qua đây á là em muốn phụ chồng em chăm sóc con của em. Tôi không cần. Đó là con của tôi. Tôi không cần những người thương hại như vậy. Mà bây giờ con không có vấn đề gì á thì em xin phép chị, em đưa chồng em về. Về anh. Cút đi. Đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. Còn anh, anh đừng bao giờ qua đây mà xin xỏ tôi gặp con. Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ muốn qua đây đâu. Tôi qua đây là vì con chứ không phải vì cô. Con không cần cái người cha như anh. Được rồi, vậy thì tôi nói thẳng cho cô biết, đừng bao giờ đem sức khỏe của con ra để thực hiện những âm mưu ích kỷ của cô. Rẻ mặt lắm. Mình về. Đồ khốn.